Bà chăm chỉ thì con bạn mình nó rủ tải game này về chơi. Không biết game này có gì vui không ta, mà mình thấy nhiều người nghiện quá trời. Nãy nó vừa nói là để nó mời mà, giờ không thấy nó đâu luôn. À đây rồi, cũng nhanh tay phết đấy. Hello bạn Hiền nha, không ngờ mày lại tải game thật luôn ạ. Chứ sao nữa, ủa mày mặc đồ đẹp vậy, sao tao không có, chỉ tao với. Hiền Linh, chỉ có mót cái có đồ đẹp kìa. Ừ thì muốn có bộ đồ này thì phải chơi game thật nhiều cơ. Tao không nói mày là bữa tao trộm tiền của anh hai mày đâu. Tưởng thế nào thì ra là vậy, mày có tin tao mách ông ấy không hả? Thôi, mày méo ông là tao đi đời luôn đấy. Vậy cho tao bộ đồ giống mày đi, tao không mách anh hai nữa. Ừ thì giờ cứ chơi game nhiều vào, tao khắc mua cho. Ở ngoài đời tướng giàu lắm cơ, ai mà người trong game nghèo vậy sao? Ủa đây là ai thế mày? Ừ thì đây là con bạn cạnh lớp mình á. Nhìn tao giàu như này mà chắc phải ghen tị lắm đây. Ơ kìa mày, Quỳnh mới tải game đã biết cái gì đâu, sao mày nói vậy? Tao thích thì tao nói thôi. Ê thằng kia, lên tiếng đi chứ. Ơi tao đây, giàu như bọn mình mà phải chơi cùng con bot kìa. Mới tải game chưa gì đã tính nói, buồn ghê. Tao không ngờ chúng mày lại vậy luôn á. Nếu như chơi với con bot nó thì tao xin phép ra chơi riêng. Tao cũng vậy, chứ chơi cùng con bot chỉ có tụt danh mà thôi. Ơ này, chúng mày làm tao khó xử quá à. Rảnh đâu mà kéo danh con bot được. Hai người kia bỏ hết rồi kìa, mày không bỏ tao đi ra hả? Ai bảo thế, tao cũng giống hai bọn họ. Thôi, mày chơi mình đi nha. Nhưng mà làm vậy tội cho tao lắm, rõ ràng là mày rủ tao chơi game mà. Rồi xong luôn, mình đã làm gì sai đâu mà tự dưng họ lại không thèm chơi với mình chứ. Chắc giờ đi ghép bông nhiên chơi thử một trận xem sao vậy. Ui, đi ghép cũng vui phết nhỉ, tự dưng có người chơi cùng. Bực ghê luôn á anh, trận nãy gặp ngay vẻ con bot, tụt luôn một sao của em. Thì anh cũng bị tụt mà, một sao nữa là liên đại kiện tướng rồi. Ủa alo, trận này là có bot thế này anh ơi, cáu thế nhở? Đâu, thật à em, đừng có đùa anh nha. Em đùa anh làm cái gì trời, anh ra đây mà coi. Hello mọi người nha, mình mới tải game về chơi, các bạn dạy mình chơi game với có được không ạ? Bọn ta không rảnh. À, thế thì thôi ạ. Đúng là cái đồ ảo tưởng mà, mày nghĩ mày có đủ đẳng cấp để chơi cùng bọn tao sao? Mình đi ghép mới gặp mấy bạn mà, với cả mình chưa làm gì bạn luôn á. Chưa làm gì hả? Tí nữa mày làm bọn tao tụt danh đó. Đã nghèo bot rồi lại còn không biết điều nữa. Bot có cần chị đây cho mấy bộ đồ mặc cho đỡ phèn không nhỉ? Thôi mình không cần, mình tự mua được. Em yêu ơi, kiểu anh chứ đừng kiểu con bot này nha. Anh không cần nói anh cũng biết mà. Hay, mấy người này kỳ cục ghê. Chẳng nhẽ họ kỳ thị mấy con bot như mình thế sao? Vậy mà con bạn mình nói chơi cái game này vui lắm. Ừ vui thiệt, vui quá ha. Ờ kìa, rồi xong định được đừng gây bán cay thế nhở. Mày khịa con bot này quay không để ý luôn. Ừ xin lỗi em nha. Dạ không sao ạ. Con bot kia tất cả là tại mày nên bọn tao mới chết. Vãi thật, hỏi chấm luôn. Cái gì cũng đổi cho mình được. Chắc là bot quá không ai chơi game cùng nên mới đi ghép đúng không? Em nói chỉ có chuẩn thôi chứ bot vậy nghĩ gì người ta cho chơi cùng. Đâu có, tôi đi ghép cho vui thôi mà. Nhìn này, mấy hành động này mày có không à? Không có chứ gì. Rồi tôi biết mấy người giàu rồi, nói hoài luôn á. Má ơi, anh nhìn nó cầm khẩu súng chạy luôn kìa. Đúng là con bot chính hiệu. À, thì ra là chạy như thế này, cảm ơn bạn đã nhắc nhở mình nha. Ủa, mày có bị gì không? Tao đang chửi mày từ đến giờ, vậy mà cũng cảm ơn được á. Đúng là được cười mà. Nếu mà bạn không nói thì mình đâu có biết để sửa. Ừ nhờ, cũng đúng hai em. Thôi kệ nó đi, nói hoài làm gì cho mệt. Mày cứ đợi đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Ủa, thế bạn tính làm gì mình? Thì mày cứ đợi xem, tao làm gì cần phải nói cho mày sao? Hay, chịu luôn đi. Đâu, để xem thằng này bắn như nào, hay lại giống con Quỳnh FF kia. Chắc lại bot như nhau em ơi, nhìn cách di chuyển là hiểu rồi. Anh đủ, bắn kinh vậy ta, gặp bộ đồ gánh tim rồi anh ơi. Ui, nhìn bạn này bắn cũng ghê phết nhỉ, ước gì mình bắn được như thế thì tao biết mấy. Ở đấy mà mơ đi con, bot thì mai mai cũng chỉ là bot thôi. Đấy em thấy chưa, cái thằng kia gà bỏ mẹ ra chết rồi kìa. Ờ đúng ha, mẹ cái thằng tưởng thế nào, đúng con gà công nghiệp. Ờ kìa, chỉ là không may thôi mà, nãy khen xong rồi lại nói thế. Bọn tao nói gì chỉ kệ tao, liên quan đến mày à? Đã nghèo lại còn lắm chuyện nữa. Thôi được rồi, mình không nói nữa được chưa? Ơ kìa, mày tắt mic thật à? Alo, mic đang chửi nhau với tao. Đang chửi với mồm tự nhiên nó không nói nữa, mất vui quá hả? Hay, thật là khó hiểu mấy cái người này mà. Anh ơi, đợi em với, gì mà anh chạy trước em rồi. Dạ, đâu có, lẹ lên anh đợi. Ủa sao con bot kia cứ chạy anh hoài là sao ta? Được, hay là mày tính cướp bồ tao, đúng không con bot kia? Ủa, sao kỳ vậy, cái gì cũng nghĩ ra được luôn, cạn lời luôn ý. Thua 3-0 rồi, mày thấy vừa lòng chưa? Nhìn mày ngừa mắt quá nên tao không bắn được đó. Ơ, ai hẹn đổi mình ý nhỉ? Ủa, là con bạn mình, tưởng nãy nó kích không dám chơi với con bot này nữa cơ mà. Mày thì thầm cái gì đấy, giỏi ao game tao xem nào. Nó thì làm sao giả bao hả em, thích chơi với anh quái mà. Vậy thôi, hai bạn chơi đi nha, mình ao đây, bye bye. Ơ kìa, mày ao thật hả con bot kia? Ủa, alo. Không biết con bạn mình nó hẹn đổi để làm cái gì ta? Ơ, nó mời mình luôn nè. Mời tao làm cái gì nữa vậy, nó kích tao cơ mà. Hi, Quỳnh ơi, nãy giờ tao đùa thôi, chưa chơi thân với mày như vậy, sao tao dám bỏ mày? Mày nói có thật không đấy, được hay lại đùa tao tiếp vậy? Tao nói thật mà, chơi thân với mày bao nhiêu năm nay, mày không hiểu tao sao? Thôi được rồi, mà nãy mày bỏ tao, xong tao đi ghét dính chuyển như gì á? Ủa, đứa nào dám chửi mày cơ, bọn này láo thế nhở? Mời nó vào đây, tao xử đẹp nó luôn. Thôi mày ơi kệ đi, giờ chửi cũng chẳng làm được cái gì hết á. Mày nói gì cũng đúng, vậy giờ đi ghép bao nhiêu với tao xem sao. Lại đi ghép nữa hả, nhưng mà tao sợ lại dính chửi như vừa nãy. Không sao đâu, tao bảo kê, cứ vào trận đi.
Ê mày ơi, chỗ này đông người thế, rồi bắn nhau kiểu gì hả mày? Mày đợi một chút, vào trận mới bắn nhau được á. Còn ngoài này không bắn được đâu. À rồi, tao hiểu rồi. Ê mày ơi, ghép chú con boss này nhìn buồn cười thật đấy. Ê, bắt mới chơi game hả? Hay chủ tịch giả nghèo và cây kết thế? Khổ thế nhở, đi đâu cũng có người nói này nói nọ. Thì mặc đồ này giống boss quá nên tôi nói vậy thôi. Mà Quỳnh mới chơi game hả? Hay để lọc chỉ cho Quỳnh chơi ha? Thôi tôi không cần đâu, tôi có Linh chỉ cho tôi rồi. Ủa Linh, mày chụp đầu với ai thế? Tính bỏ ta theo người khác à? Đâu, tao chụp đầu có xíu thôi mà. Ai dám bỏ mày đâu? Ơ mày ơi, sao tao ở trên nóc nhà luôn rồi? Ôi là trời, mày xuống lút đồ đi, ở đó địch nó bắn cho bây giờ. Đúng rồi đó cậu, xuống lẹ lên, dưới này có địch nè. Ơ kìa, cậu quát mình à, nói to thế á. Dạ với boss cute, xuống lên lút đồ đi ạ. Gì mà ghê vậy ta, không được la tôi như thế nữa nha. Gớm chưa kìa, chuẩn bị theo ai đó bỏ tao luôn rồi. Mày nói cái gì thế, có mày thì có, đi theo người mà mày chụp đầu vừa nãy đi. Nhưng mà mày ơi, cậu ấy không bật mic, giúp tao đi. Rồi rồi, để tao xem xét tình hình rồi giúp cho. Ui, thật á, mày nhớ đây nha. Ui, nhảy từ trên đây xuống ngã gây chân luôn rồi, cứu tao với. Tao lao qua đây nha. Cậu có sao không hay, để mình đi lút máu cho cậu nha. Không cần đâu, mình rất xíu thôi nè. Thôi, cậu cứ đi lút đồ cho Quỳnh đi. Nó nói vậy chứ thực ra nó thích lắm ấy. À rồi, mình biết rồi. Mà này Lộc ơi, cái cậu kia là bạn của Lộc hả hai thế? Đúng rồi á Quỳnh, có chuyện gì thế? Thì chuyện là con bạn mình nó muốn nói chuyện với cậu ấy á. Giờ làm cách nào cứ cậu ấy bật mic được không? Nè Quỳnh, mày nói vậy tao ngại chết mất. Chịu mày luôn đi. Em muốn nói chuyện với anh hả? Vậy mà từ nãy giờ không nói cho anh biết. Ôi giọng cưng xỉu, đúng là người yêu tương lai của mình có khác. A đủ, xíu nhất mày rồi nha Linh. Ê Linh ơi, sao hai ngày kia lại đứng ở cái thùng đỏ đỏ làm cái gì thế? Tao thử bắn xem sao nhá. Ui nổ luôn rồi kìa. Ui da, ai bắn hùng dầu vậy? Quỳnh bắn hùng dầu to hả? Rồi xong luôn, bay cái ra ba kiếm mãi mới được. Quỳnh ơi là Quỳnh, mày làm vậy là hỏng rồi, ai lại bắn thùng dầu thế chứ? Ờ tôi xin lỗi, tôi không biết nên là tôi đánh nhầm, xin lỗi nhiều nha. Cứu mình nhanh đi Quỳnh, không chết bây giờ, không muốn xem phim đâu. Cứu ở chỗ nào thế, tôi không biết cứu luôn. Em ơi cứu anh đi, thấy anh đốc mà đứng nhìn không cứu vậy, không thương anh. Là anh hư thì anh phải chạy theo em bảo vệ em đó nha. Dạ anh biết rồi nè. Phát cơm kìa, mới chơi chung có một trận mà đã tình cảm như vậy rồi hả? Hàng bạn mình cũng khá phết nhờ, từ giờ đừng có hàng ghế nữa nha. Mày cũng thế, các thì ta đâu mà nói vậy cơ chứ. Nè Quỳnh ơi, biết đâu tao với mày mỗi đứa một anh nhở? Mày nói cũng đúng ha. À không, cái gì cũng phải từ từ ha. Tao hiểu ý mày mà, đi kiếm địch thôi anh ơi. Nè cậu ơi, chạy từ từ thôi, không tí lại nóc á. Chạy sau mình đi, mình bảo vệ. Mặc dù mình mới chơi game nhưng mà mình bắn cũng hơi bị hay đó nha. Ôi ghê vậy sao, thấy cậu gánh mình có được không? Thôi cậu cứ đùa mình hoài, mình biết cậu chỉ coi mình như con boss thôi mà. Ơ kìa, sao cậu lại nói thế, cậu nói thế mình buồn đấy nha. Lộc thông cảm nha, cái tính Quỳnh nhiều lúc khó hiểu lắm, Lộc đừng để bụng nha. À rồi, Lộc biết mà, không sao đâu. Ủa mà em, thế tính em có khó hiểu không thế? Anh hỏi kỳ vậy, tính em khó hiểu lắm, anh cứ cẩn thận. Thôi thôi, anh không dám mà. Quỳnh ơi, cậu đâu gọi, sao không lên tiếng vậy? Mình đây, tại mình không biết nói cái gì á. Thấy trai nên ngại chứ gì, bình thường tao thấy mày nói nhiều lắm cơ mà. Ơ cái con này, đừng có đi bên số tao như thế chứ. Vậy lần sau đừng có nói là tại sao tao vẫn né nhá. Thôi mà, tao nhỡ mồm xíu, xin lỗi bạn yêu được chưa? Trước mặt có địch kìa Quỳnh ơi, cậu cẩn thận đó nha. Ui, mới chơi game mà bắn được vậy, cũng đỉnh phết đấy nhỉ. Lâu cứ khen quá. Cậu gì đó ơi, tôi cho cậu quả này nổ chơi nè, lấy mà dùng đi. Là quả gì cơ, chưa hiểu cho lắm. Quỳnh ơi cẩn thận đừng nghe, nó lừa Quỳnh đấy. Rồi xong, lúc luôn rồi, Lộc ơi cứu tôi với. Để Lộc chạy qua cứu Quỳnh nha, cứ yên tâm nè. Ơ em, anh đúc luôn rồi, qua cứu anh đi. Chẳng ở đấy mà xám xí nữa đi, kêu cứu làm gì. Tại mày hết đó, Quỳnh mới chơi game, mình đừng có làm như vậy, tội cậu ấy ra. Tao đùa xíu thôi mà, chưa có làm gì quá đáng lắm đâu. Làm chết luôn cả tôi rồi kìa, vậy mà không quá đáng hả? Không sao đâu nè, để Lộc đi kiếm xô hồi sinh cho Quỳnh nha. Ui, Lộc cứu mình luôn rồi nè, cảm ơn Lộc nhiều nha. Đó là trách nhiệm của Lộc mà, không cần phải cảm ơn đâu. Mình thấy Lộc cũng đã thương phép nhỉ, mới chơi cùng có một trận mà cậu ấy đã tốt với mình như thế rồi. Ủa Quỳnh ơi, mai thi đó, tao với mày mải game từ tối giờ tính không học à? Ừ nhỉ, mai thi tao còn chưa học gì luôn, mà thôi khỏi học đi, chơi game vui hơn. Rồi xong, mày nghiện thật rồi, nên nhớ mày là một đứa học giỏi nhất lớp đây nha. Thì có sao đâu, giờ tao chỉ thích chơi game với cậu gì đó thôi. Hai chứ nốt trận này, Quỳnh đi học bài đi, không mai thi điểm hấp á. Không sao đâu, mai thi dậy sớm học cũng được mà. Nhớ đó nha, nè Quỳnh lọc cho đồ nè, khỏi phải đi lốt nha. Người thì đâu ga lăng lại còn tức bụng vậy trời, mê xỉu. À, tao nghe thấy hết rồi nha Quỳnh. Ủa, tao nói nhỏ vậy mà mày cũng nghe tiếng được là sao? Ừ, nhỏ lắm. Anh có nghe thấy con bạn em nói gì không? Dạ, có, nghe rõ ràng từng câu luôn. Gì mà lạ vậy? Chết rồi mày ơi, giờ tao phải làm sao? Ngại chết mất. Có sao đâu mày, tao thấy Lộc cũng chấm 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 mày mà. Hiểu ý tao chứ? Nhìn hai người họ tình cảm ghê ha. Cậu muốn được như vậy hả hay sao? Đương nhiên rồi, ai mà chẳng thích như vậy cơ chứ. Mình cũng muốn được như vậy. Em ơi, chạy vào bo cùng anh đi nè, bo sắp thu rồi. Dạ anh, chạy cùng em nè. Quỳnh ơi, tao kết anh kia quá trời luôn ấy. Vậy thì tới luôn đi chứ còn sao nữa. Nhưng mà giờ yêu luôn hơi khó, ít ra cũng phải một tuần nữa mới yêu được.
mắc công họ lại nghĩ mình dễ dãi. Mày nói cũng hợp lý ha. Giờ phải làm sao nhỉ? À, tao nghĩ ra cách rồi. Thật sao? Cách gì thế? Nói tao nghe xem nào. Đợi tí nữa mày không biết đi mà, cứ yên tâm đi. Thế nhờ, chơi game với Lộc tiếp không Quỳnh ơi? Chơi game với anh tiếp không Khánh Linh? Kìa Quỳnh, giờ chơi game tiếp hả? Hay sao? Thôi, chơi sinh tồn nhiều chán lắm, hay là chơi solo không mọi người? Chơi kèo luôn sao? Đúng rồi á, giờ nếu hai người solo thua hai tụi tui thì phải làm người yêu hai tụi tui trong vòng 7 ngày nha. Uầy, hợp lý thế nhở? Đúng là bạn mình, thông minh quá trời. Giờ ý hai cậu sao, chơi không? Chơi luôn chứ sao nữa. Chơi luôn cho nóng nè. Ôi nhưng mà khoan, từ từ Quỳnh ơi, mày có nhầm lẫn gì không thế? Mày mới chơi game đó, sao mà bọn mình ăn được? Không sao đâu, chưa thử làm sao biết được, mày cứ yên tâm. Còn nếu team tôi thắng thì phải nghe những gì bọn tôi nói trong vòng 1 tháng nha. Dám chơi không hề? Ok, chốt kèo. Hấp dẫn phết vước lòng nhỉ. Thôi mày chơi luôn nè. Mày mới chơi game không bắn được đâu, hay là mày cứ núp keo đi để tao bắn cho. Coi thật không đó, liệu có ăn được không? Thôi cứ lên bắn cùng đi, nhớ đâu thắng thì sao. Ok nha bạn yêu, cùng nhau cố gắng nào. Nếu mà trận này thắng, tao sẽ ba mày đi uống trà sữa. Ui thật sao, nhớ tới này đấy nha. Thật chứ, mày xem có bao giờ tao nói mà không làm không. Mấy người này bắn ghê lắm, kiểu này thua chắc rồi. Mày đừng nói thế, tao luôn lắm. Ui nó một tuổi nè. Hay, bắn nó phương lực của mày đi. Không ngủ rồi mày ơi, khó ăn lắm. Tao tắt mic tập trung vào bắn nha mày. Ok ok, tắt mic mà bắn đi, cố lên nào. Còn lòng với buồn, dù chỉ có hay là eo vì chỉ cần em thích em cứ bay đi. Facebook em chẳng em follow, anh cứ nhấn anh mấy bao màu. Đập mặt lần đầu em giá lâu, hỏi tiếp tục cơ bay gà tô. Chân chính tình tương là chuyện bình thường, yêu nhau say đắm tình lên thường. Nghe đừng nhiều lắm, anh là bé tôi, đơn giản anh yêu anh cứ thôi. Anh bình thường mình không ai nhức đâu, khoan khoan nghe tiếp anh chỉ nhức câu. Đào hoa lãnh tận anh có đủ nha, cưa đầu em về cho làm chủ cả. Giai điện ma tôi nghe là đúng luôn, đã cưa em rồi cũng có tính buồn. Đối với em như là một gác đi, em xin còn hơn mà cũng taxi. Quỳnh ơi, nãy giờ toàn mày bắn chứ tao có bắn được gì đâu. Sao Quỳnh bắn ghê quá vậy? Không ngờ mới chơi game mà bắn được như vậy luôn á. Có phải tên lồng nhìn thêm Quỳnh đúng không? Bọn tôi bắn sấp mặt luôn đấy, nhiều làm cái gì trời. Đúng rồi á Quỳnh ơi, xin lỗi nãy kêu Quỳnh là boss nha. Rồi rồi, không sao đâu này. Anh ơi, vậy là anh phải làm người yêu em trong vòng 7 ngày nha. À, anh bắn thua rồi em, muốn sao cũng được hết á. Yêu anh nhiều lắm luôn nè. Em ơi, hay chúng ta ra chơi team 2 đi cho vui. Dạ anh. Ê Quỳnh ơi, mày chơi đi nha. Tao ra chơi với người yêu tương lai của tao đây. Cố lên nha Lộc, tao tin mày sẽ làm được mà. Ơ, ai lên người kia? Vô trận chơi nha Quỳnh. Cậu ơi, ngồi xuống đây chụm đầu với mình đi. Thực ra cái kèo vấn nãy mình chỉ giúp con bạn mình thôi á. Mình biết mà, cậu đang yêu quá đi. Cười về mà cười, bộ đang vui lắm hả? Đúng rồi, vui mới cười chứ, thấy cậu không thấy vui hả? Tào lao không, cũng bình thường thôi mà. Có thật không đấy, đừng có dối lòng đấy nha. Cậu ơi, cậu hay nhảy chỗ nào vậy, để mình nhảy. Nhảy chỗ nào cũng được hết á. Thế mình đổi cơ trưởng cho cậu, rồi cậu nhảy đi nha, mình nhảy theo cậu. Con mày đập thế nữa hả, người gì đâu kỳ cục. Ờ kìa, mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Ủa, cậu làm cái gì đó? Sao Quỳnh lại quăng cái đấy, muốn lột chết đúng không? Tôi có biết gì đâu, tôi quăng lại thôi mà. Nhưng mà không sao, mình không giận cậu đâu, cậu vẫn cute trong mắt mình. Ủa lạ ha, tôi làm vậy mà cậu vẫn bình thường được hả? Cho dù Quỳnh có làm gì thì Lộc cũng không bắn chửi Quỳnh đâu. Tôi cho cậu món này, lấy mà bơm vào đi nha. Cậu cho bình máu luôn hả? Tự nhiên nhìn cậu hay giống cô ấy quá, hay. Thôi nào, ý cậu là sao? Kể cho mình nghe đi. À, hình yêu cũ tôi trước, tôi gặp cũng là một con boss như cậu á. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ai cũng thay đổi theo thời gian thôi, mà thôi bỏ đi. Đúng là ai rồi cũng khác thôi. Nhưng mà Quỳnh vẫn là con boss, liêu liêu. Cái gì cơ, cậu dám chọc tôi luôn sao, không sợ tôi dối hả? Thôi mà, đừng giỡn Lộc nha, Lộc xin lỗi, lần sau không dám chọc Quỳnh nữa đâu. Biết điều như thế là tốt, mà sao Quỳnh vẫn thắc mắc, tại sao hai người lại chia tay vậy? Nói chung là chuyện quá khứ rồi, Lộc không muốn nhắc lại nữa đâu. À thì Quỳnh hiểu rồi, xin lỗi Lộc nhiều nha. Trời, có gì đâu chứ, không sao đâu Quỳnh ơi.
những cậu ơi, cậu có thể chùm đầu với tôi một xíu có được không? Được chứ. Ôi, thích thật đấy. Ước chị lúc nào cũng được chùm đầu với cậu như thế này nhỉ. Cậu muốn thế làm sao? Đúng rồi, muốn lắm, nhưng mà chỉ muốn chùm đầu với mình cậu thôi. Cái đồ lắm chứ ạ. Ủa, cô ấy nhắn tin với Lộc nè, Lộc Ao nghe nha. Ủa, Ao thật luôn hả? Không biết có chuyện gì mà Lộc Ao vậy ta? Đang trong nhóm nè, để xin vô coi sao. Lúc nay đang bắn sao Lộc Ao vậy? Cuối cùng em cũng chơi game lại rồi hả? Em có biết anh đợi em lâu lắm không? Lộc A, em với anh chia tay lâu rồi mà. Chia tay vì lý do không hợp nhau thôi hả? Tại sao không hợp thì lúc đầu đừng quen, để gọi thành ra như vậy. Em xin lỗi. À, xin lỗi đã làm phiền mọi người nha. Mà ai đây vậy anh? Sao ở trong này vậy? À, đây là người yêu mới của anh á. Ủa, anh quen gì cái con nghèo thế kia? Nhìn không khác gì một con bot luôn. Quên, chỉ mới biết chơi thôi à. Cũng giống em lúc trước mới chơi thôi. Hai, chuyện cũ rồi, bỏ qua đi, anh mệt thật. Thế hai người chơi đi nha, tôi ở đây. Không sao đâu, em cứ ở lại đi. Mà con kia mày quen Lộc rồi, mày biết Lộc thích cái gì không? Biết chứ, sao lại không biết? Biết gì, nói tao nghe coi xem nào. Cứ vô trận đi rồi tôi nói cho mà nghe. Lộc thích chơi thể thao này, thích chơi game này, còn thích được côn cái người yêu ngủ nữa. Sai rồi, Lộc không thích mấy trẻ con đấy đâu. Lộc chỉ thích đi dạo, đặc biệt là đi khu du lịch khắp nơi với người yêu thôi. Khi nào hết dịch tôi nghĩ cô nên đi cùng Lộc tới những nơi du lịch nổi tiếng. Với cả đừng là Lộc buồn hay suy nghĩ nhiều, bởi vì bên cạnh tôi Lộc phải chịu thiệt thòi nhiều rồi. Cô còn quan tâm đến Lộc như vậy, sao không cho nhau một cơ hội? Có những chuyện đâu phải muốn là quay lại được đâu. Em ơi, có địch kìa, cẩn thận đi nha. Thôi em không cần đâu, anh ơi quan tâm cô ấy, em thấy cô ấy cũng tốt với anh mà. Vừa nào cô giúp tôi quan tâm chăm sóc anh ấy có được không? Chuyện này hơi khó, tại tôi sợ tôi chỉ là người thay thế cô thôi. Cô đừng suy nghĩ vậy, một khi Lộc đã yêu ai, yên tâm Lộc sẽ không bao giờ làm cho cô buồn. Đáng nhé, mình không nên gặp Lộc vào thời điểm này. Thật ra tôi đã cắm sừng anh đấy và nợ một khoản nợ rất lớn, cô giúp tôi lần này được không? Cô nói thật hả? Thôi được rồi, cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn cô nhiều nha. Em à, bà bo đi, chứ đứng ở đấy làm gì nữa vậy? Hai, em làm gì thì kệ em, giờ em với anh chả liên quan gì nữa đâu. Hey, sao em lại tự dưng phủ với anh như thế sao? Em có biết là... Biết cái gì mà biết, sao anh bị làm sao vậy? Anh có biết bao nhiêu người tốt phù hợp với anh? Tại sao anh còn đeo bám tôi làm cái gì? Đúng rồi, nhưng suy cho cùng anh vẫn muốn em ở lại. Đúng là con người thật khó hiểu mà. Chẳng nhé, vừa nãy Lộc chỉ chơi đùa mình. Quỳnh à, lúc gặp Quỳnh Lộc có chút tình cảm. Nhưng mà hiện tại cảm xúc của Lộc đang bị gói loạn, không biết phải làm sao nữa. À, cái này Quỳnh hiểu mà. Quỳnh nghĩ Lộc nên nghỉ ngơi rồi suy nghĩ kỹ lại sẽ tốt hơn á. Nhưng mà em quay về với anh đi một lần nữa có được không? Anh nhớ em lắm. Em xin lỗi nhưng em không thể. Em đã hứa ở bên anh suốt đời mà, rồi bây giờ lời hứa đó còn không? Em xin lỗi, có những điều em không nói ra được. Chuyện gì chứ? Em đã nói không nói được mà. Thôi em mệt rồi, xóa game off luôn đây. Thôi đừng quên nữa nha. Lộc mệt quá, dường như trên đời này không có gì là của Lộc cả. Ngay cả người mình thương bây giờ cũng của người ta rồi. Cái gì của mình thì là của mình, còn cái gì không phải của mình thì cô đến mấy cũng bằng không. Thôi nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ khác thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Hay, vậy thôi, Lộc ốp nha. Ok, ngày mai chơi tiếp, hoặc lúc nào cảm thấy ổn thì vào game chơi với Quỳnh nha. Ok, bye bye. Ui, Lộc on rồi nè, mời mình luôn kìa. Sao rồi, đến giờ này đã ổn hơn chưa, Lộc mít ướt. Ê, Lộc có mít ướt hồi nào đâu. Chọc tí thôi mà. Thời gian qua Lộc ớt, Quỳnh có nhớ Lộc chút nào không? À, thì có, đương nhiên là nhớ rồi. Trời ơi, thương quá vậy. Thời gian qua Lộc ớt để suy nghĩ về chuyện của chúng ta. Chuyện gì cơ? Quỳnh ơi, Lộc có chuyện muốn nói với Quỳnh á. Chuyện gì hả Lộc? Tôi muốn nói là không yêu ai, chỉ yêu bé Quỳnh ép ép. Ơ kìa, yêu anh quá đi. Thì ok mọi người, cảm ơn mọi người đã xem tới đây nhá. Nếu mọi người thấy phim hay, mọi người nhớ giúp mình xem một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mình có động lực ra video hay hơn nữa nè. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người vào clip tiếp theo.